chào buổi sáng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đề Thám. Ngay vị trí này ngày xưa là ngã tư quốc tế. Em tìm hiểu trên tài liệu là vậy ha. Ngã tư quốc tế của đường Đề Thám và Bùi Viện. Thì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một cái video theo cái phong cách mới, cũng vẫn là đường phố nhưng mà mỗi ngày thì hoặc là đi xe máy hoặc là đi bộ, thì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một cái hình ảnh ở trên chiếc xe đạp nhân cái bữa hôm nay sáng sớm rồi đưa con đi học rồi rảnh rỗi, mời bà con mình chúng ta cùng đi dạo một vòng. Rồi mình về đi làm ha. Mình sẽ đi chạy một vòng Đề Thám ra công viên 23 tháng 9 Phạm Ngũ Lão, ngã 6 Phú Đổng. Mình sẽ chạy một đoạn Gia Long để mình thấy cái hình ảnh của Sài Gòn buổi sáng mát mẻ như thế nào. Biết đâu trong những hình ảnh này ngày xưa của chú anh chị và các bạn cũng có đo ba lần cùng rảo bước buổi sáng. Và hôm nay Sài Gòn mát mẻ là do hôm qua mưa, tối qua Sài Gòn mưa, trận mưa cũng hơi lớn. Sài Gòn thì không có cái lối để cho người đi xe đạp, chỉ trừ cái con đường Nguyễn Trần Hưng Đạo thôi. Trần Hưng Đạo nó có một cái vỉa hè, có cái vỉa hè rất là lớn. Ở đây thì mình chạy xe đạp nên mình đi ở trong đi, mình sẽ đi ở trong lề, chạy ra ngoài nguy hiểm do tốc độ mình không có tương xứng với các loại xe khác. Ra sợ mình né không kịp. Đi xe đạp là phải đi đường trống trải. Ở đây cái vỉa hè thì dành cho người đi bộ nhưng mà có chỗ trống, chỗ không trống do cái thói quen của người Việt Nam, nên mình không có trách họ được ha. Tại chúng ta đến đây là giao lộ Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Thái Học. Mình chờ đèn đỏ chút xíu. Rồi chúng ta đi qua đường Nguyễn Thái Học. Nhớ ngày xưa cũng đi học xe đạp. Mỗi lần đi ngang qua công viên 23 tháng 9 đó là có người quắc. Bán không? Nhưng mà lúc đó em không hiểu là bán không là cái gì. Thì sau này mới biết là người ta hỏi mình có bán xe đạp không. Tại đó ở đây chuyên thu mua nè. Ở đây dừng đèn đỏ tí xíu nữa. Nhiều khi xe đạp thì nó không có êm như là xe máy, nên thành ra cô chú anh chị và các bạn thông cảm, mình cùng trải nghiệm cảm giác này thôi. Còn muốn nhìn thấy rõ ràng cảnh đẹp thì phải đi bộ. Nhưng mà hôm nay chúng ta thử cảm giác mới. Ở đây là giao lộ Lê Lai và Nguyễn Thái Học.
sáng chúng ta chạy chút xíu rồi vận động chút xíu rồi về đi làm. Thấy hôm nay trời đẹp quá nè. Ở đây nếu mà đường phố sạch đẹp như ở các nước khác thì mình chạy thoải mái hơn, với lại cảnh nó đẹp hơn nữa. Sẽ đi vô trong lề. Một buổi sáng thông thả. Dù cuộc sống bộn bề lo toan nhưng mà mình làm những gì mình thích. Một tí xíu cũng vui. Đó, chúng ta quẹo phải vô đường Gia Long nha. Một con đường chuyên bán xe máy từ những thập niên 60-70 cho đến ngày hôm nay vẫn chuyên bán xe máy. Rất là hồi hộp, không biết hình ảnh sau khi đem về nó như thế nào nữa. Nếu mà hình ảnh có rung lắc hay là có không đẹp, các anh chị bỏ qua nha. Chúng ta sẽ xem như đây là cái trải nghiệm mới thôi. Sài Gòn buổi sáng yên ả, mới vừa nói yên ả cái xe bóp kèn lên liền. Bây giờ thật ra đi xe đạp ở Sài Gòn thì cũng có rất ít, hầu như là cái lượng xe đạp ở Sài Gòn chiếm khoảng không tới 10%. Không tới 10% người đi xe đạp ở ngoài đường. Các anh chị bạn nhìn thấy đó, toàn là xe máy với xe hơi, hầu như ít nhất là xe đạp, nhiều kế đến đó là đi bộ, kế đến nữa là xe hơi, và số lượng hàng đầu đó là xe máy. Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ sáng. Chúng ta đang rảo bước ở trên đường Gia Long, Lý Tự Trọng ngày nay. Các hướng quẹo phải ở khu vực này, chúng ta sẽ đi ra chợ Bến Thành. Đây là giao lộ Thủ Khoa Huân, Thủ Khoa Huân và Gia Long. Tí nữa thì có Vinh Gia Long, rồi có trường La Sang Ta Be, những địa điểm xưa, rồi tòa án. Đây là tòa án nằm bên tay trái nè, đường Nguyễn Trung Trực với lại Gia Long Lý Tự Trọng nè.
bên trái là tòa án, bên phải là cái thư viện tổng hợp. Trước cái trước khi có tên thư viện tổng hợp thì ở đây là cái khám lớn, nhà khám lớn Sài Gòn. Rồi sau đó nhà khám lớn Sài Gòn dời về Chí Hòa. Chúng ta sẽ quẹo qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng là đường Công Lý ngày xưa. Mình sẽ quẹo phải ha. Trước mặt chúng ta đó là Dinh Gia Long, cái dinh nổi tiếng. Bên kia là công viên cây đa. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải thôi. Ngay chỗ này có một cái dốc như là cái đồi vậy đó, mình thả dốc xuống nè. Rất là đã. Không hiểu sao ngày xưa thiết kế đây là thật là cao luôn. Ở trong Dinh Gia Long thì có Highland Coffee. Sáng sáng thì đi làm ra đó ngồi uống cà phê ha, rồi thong thả ngắm cảnh thú vị ở Sài Gòn. Sống chậm lắm, Sài Gòn không có bận rộn như các nước khác. Sẽ quẹo qua đường Lê Thánh Tôn nè, quẹo phải cái Lê Thánh Tôn. Ở Việt Nam thì ngày xưa đèn đỏ là chúng ta được quẹo phải, nhưng mà sau này những năm trở lại đây thì thay đổi luật. Nếu mà đèn đỏ quẹo phải thì phải có cái biển báo phụ chỉ dẫn người ta quẹo thì mới được quẹo. Nhưng mà ác cái người học trước người học sau, người học trước thì được quẹo mà người học sau thì không được quẹo, nên thành ra nếu mà hai người đó gặp nhau ngoài đường là sẽ cãi lộn. Người nói được quẹo một người nói không được quẹo, nên thành ra rất là phiền. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nhường cho họ, họ cứ quẹo thì quẹo, không sao cả, đơn giản thôi. Đó, mình đang đi trên đường Lê Thánh Tôn. Ở bên cánh trái đó là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành buổi sáng rất là yên ả. Bây giờ cũng mới mở cửa thôi. Tới đây thì lại thèm bánh bèo. Nhưng mà mất công gửi xe quá. Để xe bên kia phải đi bộ qua. Đó, chúng ta sẽ quẹo trái đi. Đây là Lê Lai nha. Rồi mình sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay tại công viên 23 tháng 9. Và đi về trải nghiệm xem lại những hình ảnh như thế nào. Và mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem chơi nha. Một buổi sáng dạo quanh Sài Gòn. Đi qua những địa danh, cùng nhìn ngắm phố phường Sài Gòn. Buổi sáng thì chợ Bến Thành mới vừa mở cửa thôi, những gian hàng cũng có chỗ mở chỗ không, chỗ mở chỗ chưa chứ. Đây là đường Chu Phan Chu Trinh, cửa Tây chợ Bến Thành. Trước mặt ta ngày xưa là công trường Quách Thị Trang đó,
Rồi chúng ta sẽ quẹo phải. Đi làm luôn rồi thôi, một số hình ảnh ở vòng quanh Sài Gòn buổi sáng gửi các anh chị và các bạn chúng ta xem chơi cho vui nha. Nếu hình ảnh có gì rung lắc bà con thông cảm bỏ qua. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn các chị và bạn đã quan tâm theo dõi.